Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Vẻ Đẹp Du Lịch Lai Châu và mình là Trần Huỳnh. Hôm nay thì mình đang có mặt tại thung lũng Mường Tè, Lai Châu các bạn ạ. Tại nhà của em Xó. Đây. Cô Xó ạ. Đây để tham gia một cái đám cưới của bà con người Hà Nhì. Đây là các cô ở trong bản. Bản mình là bản gì anh ạ? Bản Co Kha. Bản Co Kha. Anh ơi, qua ở đây đi, các chị toàn các cô gái là à các cô vậy là các chị như thái quen anh này rồi. Chào chào các cô nhá, chào các chị nhá. Đi trong người chơi đi hẹn mọi người đi mình gái yêu trong người chơi trang phục của bà con người Hà Nhì đẹp không? Cái bộ này là mình tự may à cô? Mình tự may. Đấy. Rất là sặc sỡ luôn. Thế là như bộ này bây giờ nếu mà bán đi ra ngoài đây này có bán không? Toàn là mua chơi. Là bao nhiêu tiền? Cái bộ này bây giờ mà mua là chắc là đắt tiền lắm mấy cô nhỉ? Đây, đây, như cái này là đồng bạc này là quá cô là chuẩn này. Nhưng mà nhưng mà nếu mà trước kia là ấy là bạc đấy nhỉ? Đây này bạc đây. À, đây 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 bạc đây 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 của Phương là bạc. Đó. Ba mươi là nói chung là đến 7 giờ là chắc chắn phải nhiều. Sáng 30 lận không phải là bỏ một con đấy. Đấy các bạn. Ngoài kia rất đông nhưng mà trong này thì lại rất ít. Đây ngày nay thì có em Phương các bạn ạ. Có gì đây. Ở đây có những món gì em Phương nhỉ? Món này thì có, món này là món su su luộc. Cái này là thịt tam, thịt bò, xào, thịt gà ra. Và món này là món lá sán luộc. Món này là món rau đắng. Canh trứng. Canh trứng. Thế là đám cưới là bắt đầu từ hôm nay đúng không? Dạ. Hôm nay là đám cưới bắt đầu từ hôm nay đúng không? Vâng ạ, bắt đầu tính từ hôm nay ạ. Hôm nay thì là cái lễ chia tay dân làng. Là Lan bây giờ là 11 ngày ăn cơm xong Lan sẽ mọi người sẽ khóc. Gọi là hôm nay là bơ nháp nhá. Vâng ạ. Mời mọi người con, đầy đủ trong bản rồi. Mà không biết bao giờ Phương lấy chồng nhỉ? Cả nhà hiện tại bây giờ em chưa tìm được anh nào để lấy. Nên là lúc nào em tìm được anh nào thì em sẽ thông báo với mọi người sau ạ. Tức là Phương chưa người yêu đấy các bạn ạ. Mời mời anh em nhá. Mời Nga nhá. Thất bại của mình quá. Anh Hải thì ăn ngồi kia với bà con các bạn ạ. Mình thì vào cái này. Các cụ vào cái này. Em mà tên là gì em? Em tên Hà. Em xem bao nhiêu? Em 2000. Thế là bây giờ làm gì trong này? Em mở quá tốc ở trên trung tâm. Thế là mình là người ở trong này chưa? Dạ vâng, em người trên này. Cũng quê Hà Nhì luôn? Dạ vâng ạ. Thiếu cái này là không được ạ. Đức nói. Không thể ăn được món này. Cảm gì cay cay. Đây là tí đã xong là cô dâu còn khóc nữa. Ở đây có một cái lý rất hay là cô dâu khóc trước khi về nhà chồng. Khi tay bên làm. Đấy. Đấy bây giờ anh em mình cũng gọi là ăn xong rồi uống cái chén rượu rồi. Đấy. Ý mình quay tiếp cho mọi người xem. Anh chị ngày hôm nay mười mấy tiếng anh Hàn lái xe chắc rồi là toát mồ hôi. Đây bây giờ là xã Thung Lũng này là xã là xa nhất của Lai Châu các bạn nhá. Ở đây thì nổi tiếng về ớt trung đoàn như là tinh dầu xả. Ok anh em buồn đi rồi. Anh em vui vẻ chúc không sao. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ vâng, xin cảm ơn nhé. Đây là chú của cô dâu này. À, anh là chú cô dâu ạ. Em trai nhà bác. À. Chúc khỏe anh em nhé. Thế là anh năm nay bao tuổi anh? Chú cô dâu bằng tuổi anh ấy.
Ở đây 89. À. Bố tôi là 86. Thế mà có con đấy chồng. Mà mà chưa. Mời anh ăn thử đồ con Lai Châu đi. Món này ngon này. Đấy, anh ngon quá. Giờ ăn này ngon. Cái này với can giảm. Cái này đúng là nó là giảm giảm cổ lam. Dây giả cổ lam các bạn, dây giả cổ lam mà mình kiểu bà con ở trên này nấu đắng đấy, nấu nấu kiểu canh đắng rất là ngon. Mà mình ăn xong bây giờ mình lúc mình ăn thì hơi đã đắng một xíu đấy, nhưng mà khi ngon rồi tuyệt vời. Nhưng mà món này là ăn món ta đắng này là mình ăn khi nhậu rượu này ăn rất là hợp lý luôn đấy. Nó cũng không khác gì như món lạc giang của mình. Cái tí là cô dâu có khóc không? Thì lạc nó sẽ ngồi xung quanh. À, ngồi xung quanh nói chuyện xong là khóc này. À. Mắng thân nhận này. Mà mắng cho dâu cũng khó. Ngon, thơm. Ngoài ra này có món rau này. Cái rau sắn này. Rau sắn này. Chúng ta sắn luộc này ăn đúng không? Nhưng mà rau sắn luộc nếu như cái món này mà dính xuôi là chấm với tương mẻ, trứng thì ngon. Hôm nay là người ta vội nên nắm cho đúng rồi. Ngọt. Em chỉ ăn thịt thôi, do vì nó sẵn đắng, đắng quá được. Em mời hai anh với chị. Mời em, mời em. Lá sẵn này là nộm mới ngon. Thế là trên này là tóc đấy nhỉ, em? Dạ vâng ạ. Đấy, cảm ơn. Đấy, cảm ơn. Đấy, cảm ơn. Đấy, cảm ơn. Đấy, mời em. Chị đi hàng xóm tên gì nhỉ? Ốc ốc. Chị xóm. Chị xóm. Ốc ốc à? Ốc. Đấy, có mời ốc. Dạ. Về ra. Về ra thì chú về cháu. Và ai cháu được xong rồi. Dạ, con chú ông sức khỏe. Dạ, vừa về nhá. Đây là nhà con và ông là ông ngoại à? Ngoại à? Ông nội à? Ngoại. Ông là ông nội của cô dâu đúng không? À. Đây con chú ông sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Con này là con thích tư đấy. À. Chích gác con đấy của anh vào đâu. Chích gác con nhận ra tôi. Vâng, có thêm gọi là chị ốc. Chị có thêm chị ốc, chị sóc. Cô gái thu lung. Nhắm bây giờ mới tụng. Khả năng để chi vào một chén đi nhé. Hai sau, hai giờ sau tự uống. Em mời cô hàng xóm. Nhà của chị shop này là ở cạnh ngay chỗ nhà khách. Ở chỗ nhà khách. Gần ngay nhà mình. Gần ngay nhà mình. Em cô hàng xóm. Thế là cô hàng xóm bao tuổi rồi? Cô bao tuổi rồi? Em 26 rồi. Đúng rồi. Đang có gì chưa? Chưa. Cái nhà cô học có bà hàng xóm này cũng không có gì. Chưa, cô này là ở đây luôn à? Hay là ở vâng ạ, bà của em. Cũng là người Hà Nhi luôn. Vâng ạ, mẹ. Để ăn lấy kính. Ở đây toàn cô Trương yêu. Chưa một tí tóc bắt mày luôn đấy ạ. Đang lên cái này kính lên để nó ngọt. Em chẳng là sợ. Đón hai anh em đi. Ngồi sau nhá. Em tên gì nhỉ? Em tên Giá. Giá. Mời anh em. Về Lai Châu thì mình vẫn là người Lai Châu các bạn ạ. Phải tiếp đón gọi là. Cảm ơn em. Đấy, ngon quá. Thì bản năng là anh em mình ăn cơm xong rồi tí đến lúc cô giáo cô dâu mà khóc thì mình sẽ quay tiếp bạn xem nhá. Mọi người để uống rượu thoải mái nhé. Đâu tối là mai mới cố. Tối nay chỉ có người ta về được chụp ảnh chỉ có cái gì tối mai là anh em tụ chung này. Con chú bá bao nhiêu các bạn nó về tập trung là khóc. Thế là mai các bạn về luôn hả ông? Mai các bạn về luôn. Mai là anh em họ ở mấy chỗ này. Anh em họ hàng ở dưới.
Cuộc khó lắm, nó về tập trung mai rồi, tập trung là khóc nhau rồi. Mai này khóc mà. Tối nay chỉ có người ta nhìn đây là. Người ta có cái nhà này nè. Mai lại xuống. Mai lại xuống. Mai xuống. Mai mới khóc mọi người nhá. Mai trực tiếp là mai. Số 4 là đúng rồi. Thế là ông nói là đúng rồi đấy. Mai là mình quay nó mới đẹp, nó đông vui. Thế là mai nhà mình đã có loa đài các kiểu chứ nhỉ? Thế này thì cũng có thể mai là anh tập trung là con nó đi xe giờ bất xa đi rồi khóc như thế này. Chiến đàn như là như thế. Mai chắc nhiều người khóc lắm đấy. Mai là tập trung về nhau, lúc tối nào quay đâu để quay. Dạ, dạ, dạ. Đấy các bạn, đấy là mai có dâu mới khóc. Hôm nay rất là vui vẻ rồi. Đi về nhá. Chị ơi, 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 đây là con đi không rồi. Thôi mai mai thì lại mai ông mai lại các bạn đã không mặc quần áo. Hôm mai các bà vẫn mặc nữa, đẹp không gì đâu. Bây giờ có mai em mà tự dưng cho mặc. Thôi các bạn ạ, bây giờ thì cô dâu lại khóc. Vì là mai ở đây là đa số là hàng xóm láng giềng các thứ ấy, thì mình sẽ giúp gia đình làm cơm. Nên là Lý thì vẫn phải làm. Nên là hôm nay là cũng sẽ quay gọi những cái gọi là hình ảnh đẹp nhất đây mọi người ạ. Trang phục của bà con rất là đẹp. Nhưng mà mai là bà con phải làm cơm giúp gia đình các bạn nhá. Vậy Lý đây là sẽ vẫn làm. Xe.
vì là đây cũng là một cái phong tục độc đáo của bà con Hà Nhì mà. Đó. Thì bây giờ mình xin phép kết thúc đây các bạn ạ. Thì các bạn nhớ chia sẻ nha mọi người. Thì ngày mai mình vẫn sẽ quay tiếp đám cưới của bà con để cho mọi người theo dõi các bạn nhá. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.